Sau khi mình trải nghiệm những trò chơi trên cây thì trong khung cảnh thơ mộng này, đây cũng chính là địa điểm để mình bắt đầu hành trình mình khám phá dưới nước. Ok, vậy thì bây giờ mình bắt đầu thôi. Ok. Giờ mình có hai sự lựa chọn, đó là súp hoặc là cá rắc. Không biết là Kim Ngân muốn bộ môn nào? Em sẽ chọn dạy thiền súp. Ok, về mọi người một chiếc nha. Ok. Đây có phải là lần đầu tiên Kim Ngân trèo súp hay không? Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên em trèo súp. Nó sẽ khó hơn so với mình trèo kayak rất là nhiều đấy. Tại vì nếu mà như mà trèo thuyền kayak thì sẽ có hai người và một người mà biết trèo thì em sẽ trèo kén người kia. Nhưng mà cái này là một mình em một súp thì em hơi khó cho cái việc mà cân bằng. Trong cái tiết trời 37, 38 độ C ở Quảng Bình như thế này mà mình được trải nghiệm trèo súp trên cái con suối như thế này thì nó rất là tuyệt vời. Nó nước rất là mát ấy. Với cái tiết trời nóng nực như thế này mà mình được đắm mình vô trong một cái dòng suối mát lành như thế này thì quả là một cảm giác vô cùng là sảng khoái đúng không anh? Đây cũng là một trong những cái địa điểm nó rất là khác biệt so với những địa điểm du lịch của tỉnh Quảng Bình. Dạ, những cái địa điểm du lịch mà kiểu như còn hoang sơ và cũng như là cho du khách có thể trải nghiệm nhiều hơn với lại thiên nhiên á, thì em chắc chắn sẽ là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời và để lại nhiều những cái kỷ niệm cũng như là dấu ấn trong lòng du khách. Chẳng hạn giống như là em ngày hôm nay khi mà mình vừa có thể chơi được những trò chơi trên cây, rồi mình lại xuống nước mình chơi những trò chơi dưới nước nữa, thì đây là một cái điều rất là trọn vẹn. Nơi đâu mà vừa trèo súp này, vừa tắm này, rồi là mình vừa nghe được những cái tiếng của núi rừng rõ rệt như cái chỗ này. Có cả bướm nữa. Ê, có bướm đó, bướm rất là nhiều chứ. Đi vô trên dòng nước trong vắt, chúng tôi có cơ hội tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên và cảm nhận sự yên bình trong không gian rừng già xanh mát. Ánh nắng rọi xuống từ trên cao, tạo ra những ánh sáng rực rỡ trong dòng nước. Còn gì tuyệt vời hơn khi được chèo sấp, ngắm nhìn rừng nguyên sinh hùng vĩ, thả hồn vào không gian bất tận ở nơi đây. Tận hưởng những phút giây thư giãn tuyệt vời bên suối Ozo, hít thở không khí trong lành, thỏa sức hò hét với những trò chơi mạo hiểm,
giúp chúng tôi cảm thấy hành trình trải nghiệm này trở nên ý nghĩa vô cùng. Công viên Ozo thực sự là điểm đến lý tưởng mà du khách không nên bỏ lỡ khi đến với Quảng Bình.